tại sao có một cái thương hiệu gà Texas ngon như thế này mà đến tận bây giờ tôi mới biết nhở. Hello, xin chào mọi người, mình là Ngọc Anh, Hải Phòng Holic đây. Hôm trước tình cờ lượn lờ với bà chị ở trong Yong thì bà ấy rủ tôi đi ăn gà này mọi người ạ. Bình thường thì tôi cũng chỉ biết đến một vài thương hiệu gà thôi, còn Texas thì tôi chưa thử bao giờ. Mà bà chị tôi thì cứ khen lấy khen để, bảo là gà ở đây ao trình luôn. Mà nhìn cái phần không gian thì cũng rộng rãi sạch sẽ với cả đông người ăn phết, thế là mình cũng vào thử xem sao. Hôm đấy vào thấy rất là nhiều người order combo B gà sốt mè này, thế là mình cũng quất luôn. Một cái điểm mình thấy ấn tượng ở đây đó chính là nước thì được refill thoải mái, tức là hết thì lấy uống 5 lít thì cũng được. Sau vài phút chờ đợi thì cuối cùng đồ ăn cũng đã ra lò rồi đây. Nhìn vào cái miếng gà thì điều đầu tiên mình thấy đó chính là cái màu rất là ngon mắt. Khi mà xé ra thì nhìn nó mọng nước quá trời luôn. Miếng gà thì óng mà giòn rụ, mọi người có thể nghe thấy tiếng của nó luôn này. Rồi là thêm cả cái phần sốt me rất là đẫm, màu cũng đẹp nữa. Chua chua thanh thanh kết hợp cùng với mật ong ngọt dịu. Trời ơi, ta nói nó nhức cái nách thật á. Đúng là kiểu ăn vào cái cảm giác bị wow luôn á. Mà nghe bà chị tôi bảo là gà ở đây thì được làm hoàn toàn từ gà tươi, chắc là cũng đúng thật rồi đấy. Ăn cái miếng gà nó khác bọt mọng nước và đã cái miệng lắm. Ngoài ra trong cái combo này còn có hai miếng gà vị nguyên bản ăn cũng rất là ngon nha. Tổng kết lại thì mình thấy là cái combo này khá là rẻ, 199.000 mà được tận 4 miếng gà, một khoai tây nghiền và thêm cả hai cốc nước refill thả ga nữa. Tính ra có 100.000 một người, siêu rẻ mà lại còn rất rất là ngon nữa chứ. Đáng thử lắm mọi người ơi. Nhớ nốt vào để nào không biết ăn gì thì có cái mà tham khảo nhá. Còn giờ thì bye bye mọi người.